cả nhà. Hôm nay chúng có mặt tại chùa Kiến An Cung, hay còn gọi là chùa Ông Bách, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và mọi người đi theo chung vào bên trong chùa nha. Kiến An Cung, tục gọi là chùa Ông Quách, là một ngôi đền tọa lạc tại trung tâm thành phố Sa Đéc, đối diện với con rạch Cái Sơn. Đền được xây từ năm 1924 đến năm 1927 bởi những người Hoa từ Phúc Kiến. Chùa mang đậm nét kiến trúc Trung Hoa với tổng thể hình chữ cong gồm ba gian, Đông Lan, Tây Lan và khu chính điện thì rộng hơn. Mái ngói gồm ba lớp, mặt trên ngói, giữa gạch, dưới là ngói. Ngói được lợp theo hình gợn sóng rồng, trải nền cho những ngọn sóng cong vút lên cao, tạo mái ngói theo kiểu ngũ hành. Mỗi đầu ngọn sóng là một cung điện thu nhỏ, bao gồm 6 cung điện. Tại chính giữa chánh điện là gian thờ Đức Quảng Trạch Tôn Vương. Tượng ông được đúc bằng đồng đỏ với gương mặt phúc hậu, tay cầm đai ngọc, bên cạnh là hai vị thần khác. Phía tay phải của ông là nơi thờ Đức Thanh Thủy Tổ Sư, bên trái là Bảo Sanh Đại Đế. Còn hai gian ngoài, tức là Đông Lan và Tây Lan, là nơi thờ của một số vị thần khác như Quang Thánh Đế Quân, Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị thần khác. Từ khi xây dựng đến nay, chùa đã được trùng tu 3 lần nhưng vẫn nằm tại vị trí cũ. Mỗi năm chùa có hai lễ hội lớn vào ngày 22 tháng 2 âm lịch và ngày 22 tháng 8 âm lịch, đón tiếp nhiều khách thập phương. Với lối kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa, một nền văn hóa truyền thống đặc sắc, Kiến An Cung đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào ngày 27 tháng 4 năm 1990. Chùa là một công trình kiến trúc sắp đặt khéo léo của nghệ thuật chạm khắc tinh vi, không chỉ nhằm tăng thêm vẻ mỹ quan mà còn có ý nghĩa giáo dục, khuyên con người tránh dữ làm lành. Khi mình tham quan chiêm bái chùa xong á, thì có thể mua một khoanh nhang với giá 60k một khoanh và đến bàn lấy giấy viết ghi tên họ, tuổi của mình và những người thân trong gia đình, cầu mong một năm bình an đến với mình và gia đình. Khi mà mình ghi xong rồi á, thì có cái chú ở trong chùa á, mình đưa cho chú và chú đốt nhang để treo lên.